Jimmy Thái Nhật kính chào quý khán giả của Người Việt TV và xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Hồng Kông xác nhận kinh tế rơi vào suy thoái, Thượng viện Cộng hòa ngăn chặn dự luật kiểm tra lý lịch mua súng toàn quốc. Hướng dẫn viên người Việt Nam tiếp tay cho khách Trung Cộng lăn mạ cục mốc quốc gia. Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị kết án 12 tháng cải tạo không giam giữ. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Phần tin đầu tiên liên quan đến Hồng Kông. Hồng Kông đã rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trong quý 3. Lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong một thập kỷ. Các dữ liệu của chính phủ xác nhận như vậy hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 11 và chưa biết một trong các lý do chính là các cuộc biểu tình chống chính phủ càng lúc ngày càng dữ dội và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Dữ liệu chính phủ cập nhật cho thấy nền kinh tế Hồng Kông đã co cụm 3,2% trong quý 3 từ tháng 7 tới tháng 9 so với quý trước đó sau khi đã điều chỉnh theo mùa tổng sản phẩm quốc nội GDP co cụm trong quý thứ nhì liên tiếp, thỏa đáng định nghĩa của suy thoái kinh tế, tức là khi tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm trong hai quý liên tục. Trong khi vẫn chưa có dấu hiệu gì của các cuộc biểu tình sẽ chấm dứt hay nay mai, các nhà phân tích cảnh báo rằng Hồng Kông, một trung tâm tài chính và thương mại của quốc tế đang đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái lâu dài và nghiêm trọng hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến năm 2009 và cả sau dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng hồi năm 2003. So với năm trước thì nền kinh tế Hồng Kông đã co lại 2,9%, số liệu tệ hại nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong một thông báo, chính quyền của Hồng Kông cho biết là nhu cầu mua sắm trong nội địa Hồng Kông đã trở nên tồi tệ hơn trong quý 3 do các sự cố xã hội gây tổn thất nặng nề cho các hoạt động mua sắm. Nhiều người tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế không mấy sáng sủa của Hồng Kông, tác động tới tâm lý người tiêu dùng và giới đầu tư. Hồng Kông điều chỉnh và giảm dự báo tăng trưởng toàn năm xuống mức là 1,3% so với ước tính trước đó là tăng trưởng 0,1%. 1 số liệu này đánh dấu lần đầu tiên kinh tế Hồng Kông suy giảm hàng năm lần đầu kể từ năm 2009. Chính quyền của Hồng Kông nói chấm dứt bạo lực và tái vãn hòa bình là mấu chốt cho sự phục hồi của nền kinh tế Hồng Kông. Chính quyền đặc khu cho biết sẽ tiếp tục theo sát tình hình và đề ra các biện pháp cần thiết để hỗ trợ và bảo vệ các doanh nghiệp Quay sang phần tin khác thì kính thưa quý vị, các nỗ lực để thông qua dự luật kiểm tra lý lịch mua súng toàn quốc ở Thượng viện đã bị chặn lại khi một thượng nghị sĩ Cộng hòa cho rằng dự luật sẽ vi phạm tu chính án thứ hai khi các tin tức về vụ nổ súng ở trường Trung học California sáng thứ Năm ngày 14 tháng 11 nổ ra. Thượng nghị sĩ dân chủ Chris Murphy từ Connecticut đã đề nghị thông qua dự luật kiểm tra lý lịch toàn quốc HR-8 bằng thủ tục đồng loạt chấp thuận. Tuy nhiên, đề nghị đã bị Thượng nghị sĩ Cộng hòa là Cindy Smith từ Mississippi chặn lại với lý do cho rằng dự luật nên được một ủy ban tư pháp xem xét trước. Khi được thông qua ở Hạ viện hồi tháng 2 năm 2019, luật HR8 yêu cầu kiểm tra lý lịch tất cả giao dịch mua bán súng trên toàn quốc. Theo luật liên bang hiện tại, chỉ có những người mua bán súng được cấp phép mới phải thực hiện kiểm tra lý lịch với người mua, khiến phần lớn các giao dịch súng giữa các cá nhân không được kiểm soát. Các viên chức cho biết một tay súng đã nổ súng trong trường trung học Sogus ở Santa Clarita sáng ngày hôm qua, tức là thứ Năm, ngày 14 tháng 11, khiến cho hai người chết và một người một số người khác là bị thương. Cảnh sát trưởng của quận Los Angeles cho biết nghi can hiện đang bị giam giữ và điều trị trong một bệnh viện và kết tư vị quay sang phần tin đến từ Việt Nam thì báo Lao động ngày 14 tháng 11 năm 2019 loan tin ông Trần Hiếu Hùng, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, nhân viên hướng dẫn viên du lịch chụp hình cho nhóm người Trung cộng đã bị đình chỉ dẫn tour 2 tháng. Trước đó có 7 du khách đến tham quan khu văn hóa du lịch mũi Cà Mau đã trèo lên đứng trên cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 để chụp hình những du khách này đã tạo nhiều kiểu dáng như tay cầm chiếc dép dơ cao hoặc một tay dơ cao, một tay chỉ vào phần nhạy cảm của cơ thể. Trong sự việc này, có một hướng dẫn viên du lịch thuộc công ty Việt Travel đã đứng chụp hình cho 7 người khách trên. Những hình ảnh này sau đó được loan truyền trên mạng xã hội, gây bất mãn dư luận. Mặc dù truyền thông của nhà cầm quyền không dám nhắc đến 7 du khách trên đến từ đâu, nhưng một số trang tin như Thời sự Việt Nam và mạng xã hội Facebook đã khẳng định nhóm du khách này là người Trung Cộng. Nhiều người cho rằng cột mốc tọa độ quốc gia là nơi thiêng liêng, thể hiện chủ quyền đất nước của Việt Nam, nên việc đứng trên cột mốc tạo dáng chụp hình của nhóm du khách trên là không chấp nhận được. Và quay sang phần tin khác, thì kính thưa quý vị, một bản tin đến từ tỉnh Khánh Hòa, thì ngày 15 tháng 11, Tòa án Cộng sản thành phố Nha Trang đã kết án luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương về tội danh trốn thuế và kết án hai người một năm cải tạo không giam giữ trong phiên tòa diễn ra từ ngày 13 tháng 11 ở thành phố Ven Biển. Phiên tòa này rất giống một phiên tòa chính trị xét xử người bất đồng chính kiến về tội danh hình sự. Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để phong tỏa khu vực và kiểm soát chặt chẽ an ninh. Không có người thân hay bạn bè của vợ chồng luật sư được vào trong phòng xử án thậm chí báo chí lề đảng cũng bị hạn chế tiếp cận. Theo cáo buộc, ông Hải và bà Phương đã mua một mảnh đất từ bà Hạnh và ông Lắm và giá trị hợp đồng là 16 tỷ đồng. Nhưng trong văn bản khai thuế của ông Lắm thì chỉ ghi là 1,8 tỷ đồng và người bán chỉ phải nộp 42 tỷ đồng tiền thuế. Nhà công quyền tỉnh Khánh Hòa cho rằng người mua đã giúp cho người bán phải nộp ít thuế hơn với số tiền chênh lệch là 276 triệu đồng. Tuy nhiên, hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho ông Hải, bà Phương nói thân chủ của họ không thực hiện hành vi trốn thuế và việc tính thuế là việc của Cục Thuế Khánh Hòa và người bán. Hơn 60 luật sư đã đăng ký vào bào chữa cho vợ chồng ông Hải, tuy nhiên chỉ có 47 luật sư được cấp giấy phép tham dự phiên tòa. Trong ngày đầu tiên, luật sư Nguyễn Duy Bình bị thẩm phán ra lệnh cho công an túm cổ khóa tay ông đưa ra khỏi phòng xử án, cho dù ông không có hành động gì vi phạm quy định của tòa ông Bình bị đưa về một đồn công an ở gần đó để tra khảo. Nhiều người nhận định, nhà công quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng phiên tòa để tước thể hành nghề luật sư của ông Hải, người từng bảo vệ nhiều người bất đồng chính kiến và tham gia nhiều vụ án dân sự nhạy cảm liên quan đến cướp đất đai của người dân ở nhiều địa phương. Ông Hải sẽ không được tham gia bào chữa cho cựu tù nhân lương tâm trương duy nhất, người bị bắt cóc ở Bangkok hồi đầu năm nay và đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc kinh tế. Chuyên mình Thái Nhật cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị sẽ có một ngày nhiều niềm vui.